Hello anh em, thì hôm nay là ngày 12 tháng 7 nha. Hôm nay tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Đó, hôm nay thì em về luộc lửa nè anh em. Đó, lửa Phusat, lửa vùng Thái Lan á. Bữa vùng Phusat Campuchia giáp Thái Lan á anh em. Đó, hôm nay thì em về rất là nhiều luôn. Đó, anh em cứ qua anh em lửa thoải mái nha. Thì hai hàng dưới này á là lửa bổi nha. Đó, lửa bổi thì hôm nay em về hàng đuôi dài rất là nhiều luôn, nên em không có đủ lòng để em ra lửa bổi lòng riêng giống như đợt trước. Thì nay em vô lòng sắt này nè. Đó, thì hai hàng dưới là lửa bổi, thì lửa bổi em đang bán cho anh em á là 220 một con nha anh em, 220 một con. Đợt này về rất là đẹp luôn anh em, chim là nhỏ con nè, nè tung chim nhỏ nè. Đó, vùng này toàn là nhỏ không anh em. Đó, thì nhiều anh em thích chơi chim nhỏ con á thì anh em qua anh em bắt nha. Đó, đợt này về toàn là nhỏ xíu luôn à. Nè, em nhìn cái con này nhỏ xíu luôn nè, phải không? Đó, thì còn hai hàng chơi, hai hàng dưới nè là lửa bổi nha, thì 220. Còn mấy hàng trên hàng này thì lửa lỗi nha, lửa lỗi thì 150 một con nha anh em. Lỗi thì lỗi như thế nào, thì ở đây hình như chỉ có một hai con là lỗi móng thôi, giống như cái móng nó bị quẹo thôi, còn mấy con còn lại thì là lỗi đuôi thôi nha anh em. Lỗi đuôi là như thế nào, là gãy đuôi nè, hoặc là mẻ đuôi đó, hoặc là gãy đuôi hoặc là mẻ đuôi thôi anh em. Đó, thì em bán là 150 một con nha anh em. Đó, còn riêng cái con này đây, con này thì hôm qua nó nằm trong cái lô đuôi dài của em á, đuôi con này đuôi 18 rồi anh em. Đó, nhưng mà em ra chim á, em ra chim cái lỡ em buộc tay cái nó bài cái nó xảy cái em chụp cái nó rớt hết nguyên bộ lông đuôi luôn. Đó, thì con này là đuôi 18 nè. Đó, anh em nào bắt con này thì em để cho anh em là 200 thôi. Đó, 200 thôi nha anh em. Con này chính xác nó đuôi 18 nha. Đó, lông qua em ra cái vuột tay cái em chụp cái nó rụng hết luôn nguyên bộ lông luôn. Đó, con hàng này là 150. Chim nhỏ con nha anh em. Đó, nhiều anh em thích nhỏ con lắm thì anh em qua bắt nha. Đó, chim lỗi là 150 nè, còn chim bổi là 220 nha anh em. Rồi, còn cái mớ ngoài đây nè, phải không? Đó, mớ lòng là lửa đuôi dài nè, thì anh em đợi em xíu, lát em quay luôn cho anh em nha. Rồi, ok, thì ở đây thì khú bổi nha anh em. À, khú bổi thì nói chung là khú này thì truyền, nhưng mà truyền già thôi anh em. Nó chứ cũng không phải gọi là bổi đâu. Tại vì em nhập ở đây thì mùa này là mùa truyền, nhưng mà truyền non thì em về như là em bán hết rồi, giờ chỉ còn truyền già thôi. Đó, nhưng mà truyền già thì em vẫn tính giá như chim bổi nha anh em. Đó, thì khú truyền già nói chung nó cũng dễ thuần lắm anh em, nó dễ thuần như truyền non nha anh em. Cứ mang ra anh em tắm ngày tắm 2-3 lần á, rất là nhanh nhẹn luôn. Đó, thì khi tắm xong á thì anh em quăng cho mấy con dế, đó quăng cho mấy con dế thì nó ăn. Đó, thì nó rất là nhanh nhẹn luôn. Đó, giống như cái con mà hai cái con truyền mà hôm trước em có quay lên cho anh em á, đó thì mấy con đó thì em tắm thì rất là nhanh nhẹn, vì vậy nó chơi rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm qua hôm kia gì đó thì anh ở Bình Phước anh ghé anh bắt, thì anh về anh nói hót rất là nhiều luôn, chơi rất là đã luôn. Mới về có 1-2 ngày mà mở cái lồng là lại chơi sầm luôn. Đó, thì anh nói là để mốt có dịp xa nữa thì anh sẽ ủng hộ thêm tiếp nữa nha. Đó, thì đây thì em ra lồng đầu hết rồi nè, thì tất cả ra lồng người ta hót hết rồi nha. Đó, hót hết rồi nha anh em, thì em bán là 1,7 triệu một con nha anh em. Mắt móng mỏ đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Thì chim này đã ăn cám cứng rồi nha. Đó, nên anh em khỏi sợ nha anh em. Rồi, còn ở bên đây nữa nè. Còn nếu mà anh em không thích nào, em không thích nào trong lòng thì anh em cứ bắt ở trong đây. Đó, thì trong đây thì cũng là truyền già luôn nè anh em. Có nhiều. Thì khú này là khú Cao Bằng nha. Má trắng to, bộ to. Đây, giống như thế này. Con cục đuôi này anh em. Má trắng nè, to nè. Đó, má nhắn to, tướng to nè anh em. Đó, thì đuôi thì nó ra rất là nhanh luôn. Nên nếu mà anh em nào mà bắt con này về, anh em thả avi á, anh em nào mà có lòng hay có avi gì đó, anh em thả thì đuôi rất là nhanh ra. Thì cục đuôi nha, cục đuôi thì em bán cho anh em là 1,6 triệu thôi nha anh em. 1,6 triệu thôi nha. Đó, hàng cục đuôi nha. Đó, thì ở đây em có 3 con cục đuôi nè. Đây,
con này cũng cục đuôi luôn nè. Đấy, con này má trắng to nè, bộ to nè anh em. Đó, ba con cục đuôi toàn là má trắng to, bộ to không nha. Đây, con này cũng vậy luôn nè. Đó, cũng cục đuôi luôn nè. Đó, thì ba con này thì hót hét đồ hết rồi nha. Đó, thì em bán cho anh em là 1,6 triệu một con nha anh em. 1,6 triệu một con. Đó, thì anh em xem, anh em thích thì anh em gửi cho em nha. Rồi, ok anh em, thì sau khi ra lồng thì em sẽ quay từng con nha. Thì em vô con đầu tiên đi, thì em sẽ quay từ đuôi dài cho tới đuôi ngắn trước nha anh em. Đó, thì con này là lồng số 1. Đó, lồng số 1, con này là đuôi là 20 nha. Đuôi 20 nha anh em. Đuôi 20 cộng. Đó, thì con này thì mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Chim bổi nha, còn đang ăn sâu với dế. Thì về anh em nhớ cặp cám nha anh em. Đó, con này thì đầu xà nè, mặt rất là giữ chim nè. Đuôi thì nó có hơi tôm nhẹ xíu nha anh em. Đó, đây, bản đuôi cũng đẹp lắm nè. Đuôi là đều nha. Đó, đuôi đều nha anh em. Đó, nó chỉ xích xích khoảng 0,2 cm thôi, chứ nó cũng không so le nhiều nha. Đó, nhưng mà con này thì tướng cũng rất là ok. Đó, thì con này là đuôi 20 cộng nha anh em. Đó, thì đuôi 20 thì em bán cho anh em là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu, con này là đuôi 20 nha. Mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đuôi đẹp, không đầy đủ luôn, không gãy, không nẻ. Rồi, tiếp tục thì em qua cho anh em con số 2. Đó, con số 2 thì em bán là cực kỳ rẻ cho anh em luôn nè. Đó, con này là để em nói sơ qua, con này là cũng là đuôi, là đuôi 20 luôn nha anh em. Đuôi 20 nhưng mà một lao của nó bị mẻ, nó bị gãy. Đó, một lao của nó bị mẻ, bị gãy, còn lao kia là hồi sáng này em mới mở ra nó rụng luôn anh em. Đó, anh em thấy không, nó còn ở trong lòng luôn á. Thì đo cái đó là được 20 anh em. Đó, với lại con này thì chuẩn bị, chắc cũng chuẩn bị đổ lông rồi. Anh em nhìn cái đầu của nó nè, nó hơi tóc hơi nhiều nha. Đó, anh em thấy không, cho cái này nó rụng lông nha anh em. Đó, thì cái này thì về anh em nuôi, anh em bắt mấy cái này thì anh em về thả ở vi rồi ok nha. Mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ. Đó, con này thì đuôi 20 nó, nhưng mà con này thì em bán cho, em bán cho anh em là 500.000 nha anh em. 500.000 thôi. Đó, anh em về anh em thả ở vi rất là ok. Đó, rồi tiếp tục thì hôm qua con số 3. Con số 3 cho anh em. Con số 3 thì đuôi cũng là 20 cộng luôn nha anh em. Đó, nhưng mà một đuôi của nó thì ok. Một đuôi của nó thì ok nha anh em. Còn đuôi còn lại thì nó bị mẻ một tí. Đó, đuôi còn lại thì nó bị mẻ một tí nha. Đó, đây, con này bản đuôi to rất là xiên tặc luôn à anh em. À, tướng đẹp ghê luôn á. Đó, bản đuôi rất là to luôn con này nè. Đó, anh em đừng có nghĩ mà cái bản đuôi to nó khi nó chơi á thì nó không có sức để chơi hay là nó không có sức đánh đuôi, cái đó là sai, sai hoàn toàn nha anh em. Đó, bản đuôi to thì nó có sức, nó có sức rất là nhiều anh em. Đó, mấy con bản đuôi to thì lực nó rất là nhiều luôn, bởi vậy nó chơi rất là xuyên suốt luôn. Anh em đừng có nghĩ là đuôi to rồi cái nó không có sức để nó chơi đâu nha. Đó, bản đuôi to là cực kỳ khỏe nha anh em, chơi rất là dai, rất là bền luôn. Đó, thì cái này thì kinh nghiệm của em đã thấy như vậy á. Đó, thì nếu mà anh em nào mà chơi lửa thì anh em cũng biết. Ở đây là con lồng số 3 nha. Đó, thì con này em bán cho anh em, đó, bị mẻ lao con này em bán cho anh em là 800.000 nha. 800.000. Rồi, ok, thì tiếp tục em qua cho anh em con lồng tiếp theo nha. Rồi, đây anh em, thì em sẽ lên cho anh em một con đuôi 19 nha. Đó, con này đuôi 19 nhưng mà con này nó thì bị mẻ hết một lao anh em. Đó, một lao thì nó mẻ đây nè, để em giật lại cho anh em. À, anh em thấy không? Đó, nó bị mẻ một tí nè anh em. Đó, nhưng mà con này thì đuôi 19 cộng gần 20 nha. Đó, mặt rất là đẹp luôn nè. Đó, mắt, móng mỏ đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đây, chân hồng móng đen nè anh em, đầu đỉnh mặt nè anh em nhìn thấy không, rất là đẹp luôn nha. Đó, thì con này đuôi 19 nha anh em. Đó, con này thì nó có hơi tôm nhẹ xíu nè,
đó, hơi cơm nhẹ nè. Đó thì con này thì bị mẻ lao nha anh em. Đó con này thì mẻ lao, một lao của nó là 19 cộng, còn lao kia của nó là nó bị mẻ lại anh em. Đó thì con này em bán cho anh em á là 500 ngàn nha, 500 ngàn nha anh em, đuôi 19 mẻ lao nha. Rồi thì con này là lồng số 4 nha anh em, lồng số 4 nha. Rồi em lên cho anh em con lồng số 5 nha. Đây lồng số 5, ở con này thì đuôi 18 nha anh em, đuôi 18 đó, đuôi 18 nè. Đó, móng mỏ tay chân đều đầy đủ không thật lỗi gì hết, nhưng mà con này thì nó cũng chuẩn bị nó xuống lông rồi đó, anh em về anh em nuôi thì rất là nhanh chơi đó. Thì con này thì đuôi 18, nhưng mà con này thì nó bị gãy lao nha anh em, hai cọng lao của nó còn rớt trong lòng luôn kìa. Đó thì đuôi 18 nha. Đó thì con này em bán cho anh em là 200 ngàn thôi, con này là lồng số 5 nha anh em, ở lồng số 5 nha. Đó rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em lồng tiếp theo, lồng số 6. Ở con này thì đuôi là 18 cộng nha, 18 cộng, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ không tật lỗi gì hết, tướng rất là đẹp luôn à, lồng số 6 nha. Đó thì đuôi 18 em bán cho anh em là 300 ngàn nha anh em, 300 ngàn. Đó, đuôi 18 nha. Đây anh em nhìn tướng nè, đầu xà này phải không đó. Rồi đây là đuôi 18 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 7 nha anh em. Đó lửa bổi lồng số 7 thì con này cũng đuôi là đuôi 18 cộng luôn à. Đó con này tướng rất là đẹp, bản đuôi to à, anh em nhìn thấy không, cao cầu bộ trung chim. Nói chung thì vùng này là trung chim không nha anh em, trung trung nhỏ nhỏ lai xẻ không à, chứ nó không phải không có bộ to đó. Rồi ok thì con này là lồng số 7 nha, lồng số 7 giá 300 ngàn à, đuôi 18 thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn là 300 nha, 300. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 8. Đó, con này cũng là đuôi 18 cộng luôn nha. Đó, đuôi 18 cộng, bản đuôi là bản đuôi đẹp nha anh em. Đó, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ không tật lỗi gì hết. Rồi, bộ trung chim thôi nha. Đó mấy con này bộ trung chim, bộ nhỏ nhỏ mà đẹp lắm anh em. Đó thì con này còn đang ăn sâu dế chưa ăn cám thì về anh em nhớ tập cám nha. Đó thì con này là đuôi 18 cộng thì em bán là 300 ngàn luôn nha anh em, 300 ngàn. Đó rồi ok tiếp theo anh em sẽ lên cho anh em con lồng số 9 nha. Đó con này đuôi ngắn nè, ở con này là đuôi 14,1 14,2 gì đó anh em, nhưng mà con này thì nó đầu nó cũng đang rớt lông, nó chuẩn bị nó xuống lông luôn à. Đó thì anh em mua về anh em thả vi độ ok, thì con này nếu mà bình thường thì em bán 450 lần, nhưng mà hôm nay thì nó đang chuẩn bị nó rớt lông á anh em. Thôi thì em bán cho anh em là 300 ngàn thôi, 300 ngàn thôi nha anh em. Đó lồng số 9 nha, đuôi 14,1,2 đó, giá 300 ngàn. Rồi tiếp tục thì em lên cho anh em con tiếp theo, đây là con lồng số 10 nha, lồng số 10 nha anh em. Đó thì con này cũng là đuôi 18 luôn, đó đuôi 18 luôn nha anh em, mắt móng mỏ đồ. Rồi con này nó bị đau giò nên em bỏ qua nha, bỏ qua con số 10 nha anh em. Đó, con này là lồng số 11 nha, lồng số 11 nha anh em. Đó, con này thì đuôi là đuôi 19 nha anh em, đuôi 19 cộng. Đuôi 19 cộng nha, mắt móng mỏ tay chân đều đầy đủ không tật lỗi gì hết. Rồi. Thì con này thì đàn con ngoài ăn sâu với dế nha, chưa ăn cám nha anh em. Đó. Đuôi hơi tôm nhẹ xíu nè. Đó, đuôi 19 nha. Đó thì con này đuôi 19 thì em bán cho anh em là 600 ngàn nha anh em, 600 ngàn. Đó thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Rồi ok thì em quay lửa đuôi dài cho anh em đó, thì anh em cứ báo số rồi hết luôn rồi, anh em thích đó, thì anh em gọi cho em. Còn nếu mà anh em nào mà coi chưa kỹ đó, thì em sẽ quay, anh em cứ báo em sẽ quay rõ hơn, em gửi qua Zalo cho anh em nha.
Rồi, ok. Thì đây mi. Không, mi hót rồi. À, con này nó mới hót xong nè. Đó. Con này thì bộ cũng đẹp, nhưng mà con này thì nó bị do vận chuyển anh em, nó bị rớt đuôi. Đó thì anh em nào mà bắt con này nó mới hót rồi nha. Đó thì em tính cho anh em con này là 1,6 triệu thôi nha anh em, 1,6 triệu thôi nha. Đó, còn mi ở đây thì em ra lòng nào hết rồi nè, em sẽ làm dấu đồ hết. Ví dụ như con nào hót rồi đó thì em sẽ để cái cọng thun ở trên đây nè. Anh em thấy cái cọng thun không? Đó, anh em qua anh em cứ lựa, anh em lựa mấy lòng rồi đó, anh em thích mẫu nào thì anh em lấy nha. Rồi ok, thì mi em bán là 1,8 triệu một con nha anh em. Đó rồi, ok anh em, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.